Công ty khởi nghiệp Awins Technologies của Nhật đã trình diễn chiếc Turismo có khả năng bay 40 phút với tốc độ tối đa gần 100 km/h tại triển lãm Auto Show ở Detroit, Mỹ ngày 15 tháng 9. Shuhei Komatsu, người sáng lập và là CEO của Awins Technologies cho biết, công ty khởi đầu từ chế tạo drone và phương tiện trên không không người lái. Hiện chiếc mô tô bay này, tiếng Anh gọi là Hoverbike, đã được bán ở Nhật Bản và đang trên đường tới Mỹ. Dự kiến phiên bản nhỏ hơn sẽ được bán ở Mỹ vào năm tới với giá khoảng 777.000 đô la. Công ty đặt mục tiêu tới năm 2025 hạ giá của loại mô tô bay này xuống còn 50.000 đô la một chiếc cỡ nhỏ chạy điện.